sắp tan trên hè phố. Vài bước về qua đường phố, tôi lại gặp anh giờ đây nơi quán nhỏ, tuổi 30 mà ngỡ như trẻ thơ. Nhớ gì từ ngày anh xa mái trường, nhớ gì từ ngày anh vui lên đường, lối gầy về nhà anh hoa phượng thắm, màu xanh áo người thương, nắng chiều đẹp quê hương hay nhạc buồn đêm thương. Tôi lại gặp anh, trời đêm nay sáng quá, ánh trăng như hé cười sau ngàn lá. Tôi lại gặp anh, đường khuya vui bước nhỏ, kể nhau nghe chuyện cũ bao ngày qua. Lối gầy về nhà anh hoa vẫn nở, kỷ niệm từ ngày xưa chưa xóa mờ. Ánh đèn vàng ngoài ô vẫn còn đó, bạn anh vẫn còn đây, sống cuộc đời hôm nay với bọn mình đêm nay. Tôi viết bài ca xây đời mới, bờ tre quê hương tay súng anh gìn giữ, tôi hát vang giữa đời để người vui. Thôi mình chia tay, cầu mong anh chiến thắng, ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Cầu mong anh chiến thắng, ánh trăng khuya sắp tan trên hè phố. Thôi mình chia tay, rồi mai đây có về, quà cho tôi anh nhớ chép bài thơ. Nắng đẹp của bình minh đang hé chờ, nỗi buồn buổi biệt ly sẽ xóa mờ. Súng thù từ rừng sâu vẫn còn đó, đừng lưu luyến gì đây, thôi bọn mình chia tay, thôi bọn mình chia tay. Đừng lưu luyến gì đây, thôi
bọn mình chia tay. Thôi bọn mình chia tay. Các bạn vừa mới nghe bộ Forget đến từ hai hãng âm thanh của Mỹ, đó là AR Acoustic Research và Amley Scott 340B. Thì đây là một bộ âm thanh khá là nổi tiếng vào thập niên 70. Cái Amley này thì nó ra đời năm 1972, còn đôi loa thì năm 1968. Cả bộ rất là hợp, và theo những thông tin mà mình đã nghiên cứu thì cái lịch sử như bên Mỹ thì hãng Scott người ta cũng thường phối ghép với AR. Không hiểu sao ở Việt Nam thì người ta hay phối ghép Fisher với AR, nhưng mà bên Mỹ thì Scott hoặc là người ta chơi luôn Amley AR. Thời điểm bây giờ thì đó là một bộ lựa chọn rất là hoàn hảo. Amley Scott 340B là một Amley đẹp với cái chạy toàn bộ bóng Russia của Mỹ, rất là nhiều bóng lớn, và nó có khả năng chơi, có chức năng loudness và chỉnh backdeck trên Amley rất là thuận tiện. Và đây là dòng cải tiến của dòng 340 thường, và 340B nó có radio, chúng ta có thể chỉnh tần số radio lên đến 108 để nghe được các đài ở Việt Nam rất là vô tư. Còn AR22X thì không phải bằng loại gì nhiều rồi, đó là một cặp loa huyền thoại của hãng AR, thì được ra đời năm 1968, và nó là một dòng có thiết kế 3 đường tiến bass 25 mid đô và treble đô, với cái chất âm nó khá là mộc mạc và chi tiết. Đôi loa này phù hợp nghe nhạc vàng, nhạc ngọt hoặc là các loại nhạc du dương trữ tình, hoặc là những cái nhạc hòa tấu em gì đều rất là tốt. Bạn nào có nhu cầu sở hữu hãy bấm hãy gọi sớm cho mình theo số điện thoại trên. Bạn nào thích video này thì bấm nút like, đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh của mình để nhận được những video mới nhất từ Nguyễn Hồng Audio nhé.